Ok, thì để làm được điều này rất đơn giản luôn. Đối với những bạn xài điện thoại Android thì các bạn sẽ vào cái cửa hàng Safe Play của bạn ở trên điện thoại nè. Và các bạn tải cái ứng dụng Zoom này về. Còn đối với những bạn mà xài điện thoại iPhone á, thì các bạn vào cái cửa hàng Apple Store để mà các bạn tải cái ứng dụng này về nha. Thì ở đây mình xài trên điện thoại Android thì bây giờ mình sẽ vào cái cửa hàng Safe Play này và mình tải nó về. Sau khi mà vào đây rồi thì các bạn sẽ gõ tìm kiếm cái chữ đó là Zoom dùng cho mình nha. Bạn gõ tìm kiếm chữ Zoom này, bạn gõ đúng cái chữ này dùng cho mình ạ. Bạn nhập vào và các bạn gõ đúng chữ này. Sau khi gõ cái chữ này xong thì ở đây là mình sẽ có cái chữ là cài đặt này, do mình đã cài đặt rồi cho nên nó sẽ có chữ mở. Còn đối với những bạn chưa có chữ cài đặt thì các bạn nhấn vào cài đặt và các bạn sau khi mà nó cài đặt xong thì các bạn sẽ chạm vào chữ mở này nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn, đây là đã vào trong cái ứng dụng Zoom rồi. Bây giờ các bạn sẽ tạo tài khoản cho cái ứng dụng Zoom này và các bạn sẽ chạm vào chữ đó là đăng ký ở đây. Các bạn chạm vào đây để các bạn đăng ký tài khoản. Sau khi chạm đăng ký thì các bạn sẽ nhập vào ngày tháng năm sinh của bạn, các bạn nhấn vào đây. Rồi, sau khi mà mình đã đặt ngày tháng năm sinh xong thì mình sẽ chạm vào chữ đó là đặt nha, các bạn chạm vào đây. Rồi, xong sau đó thì các bạn sẽ chạm vào cái phần là email nè. Các bạn chạm vào phần là email ở đây và các bạn nhập cái phần tên vào đây. Rồi nhập vào phần họ của các bạn vào đây. Rồi sau khi mà mình đã nhập cái thông tin của mình xong thì mình sẽ chạm vào chữ là đăng ký ở dưới này. Rồi xong sau đó thì nó kêu là đã gửi email kích hoạt nè. Thì các bạn vào cái trong cái email mà các bạn đã đăng ký ở phía trên vừa rồi, các bạn vào cái địa chỉ email của mình là Gmail thì mình sẽ vào trong cái tài khoản Gmail của mình. Bây giờ các bạn mở cái tài khoản Gmail của bạn lên. Bạn mở tài khoản Gmail của bạn lên. Đây là cái tài khoản cái nick Gmail của mình nè, mình sẽ vào đây. Rồi mình sẽ làm mới nó để tìm cái email. Thì vừa mới làm mới xong thì ở đây nó đã gửi cho mình một cái thư để mình kích hoạt cái tài khoản Zoom của mình, thì mình sẽ nhấn vào đây. Rồi sau khi nhấn vào đây xong thì nó sẽ yêu cầu mình là kích hoạt cái tài khoản này. Nó có chữ là kích hoạt tài khoản này, các bạn nhấn vào đây để các bạn kích hoạt tài khoản. Sau khi mà mình nhấn vào đây xong thì nó sẽ yêu cầu cho mình là nhập cái mật khẩu nè. Yêu cầu cho mình nhập mật khẩu thì các bạn nhập mật khẩu vào. Ok, thì mình đã nhập cái mật khẩu của mình vào đây xong rồi. Và khi mà các bạn nhập mật khẩu thì mình lưu ý cho các bạn là nó sẽ yêu cầu các bạn cái mật khẩu phải có chữ số nè và phải có một chữ viết hoa nha. Rồi sau khi các bạn nhập mật khẩu xong thì các bạn sẽ nhấn vào chữ Z và các bạn sau khi mà các bạn nhấn vào chữ Z này xong thì các bạn sẽ nhấn vào các cái dấu tích vào trong các cái ô này nha. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn vào đây. Xong sau đó thì các bạn sẽ chạm vào cái chữ là Continue nè. Các bạn nhấn vào đây. Rồi sau khi mà các bạn đã làm xong bước đó thì các bạn đã tạo xong cái tài khoản Zoom rồi. Ở đây là nó là các cái cuộc để cho các bạn vào cái cuộc gọi thôi. Còn các bạn không cần làm cái bước này cũng được. Và khi đó thì các bạn đã kích hoạt cái tài khoản Zoom thành công rồi. Các bạn sẽ quay trở ra cái màn hình chính của các bạn và các bạn vào trong cái thằng Zoom nha. Các bạn vào trong cái ứng dụng Zoom, các bạn mở ứng dụng Zoom lên và các bạn vào đó và các bạn đăng nhập cái tài khoản mà các bạn vừa mới đăng ký xong. Thì các bạn chạm vào đây, chạm vào thằng Zoom. Và các bạn nhấn vào chữ là đóng ở đây. Các bạn nhấn vào chữ đóng ở phía trên đây. Vừa nãy là các bạn đã vào phần gửi email rồi, bây giờ các bạn nhấn vào chữ đóng. Rồi các bạn nhấn quay trở lại. Và các bạn chạm vào chữ hủy nha. Các bạn chạm vào chữ hủy. Các bạn chạm vào chữ hủy ở phía trên góc bên trái. Rồi xong sau đó các bạn đã quay trở về cái màn hình chính rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chạm vào chữ đó là đăng nhập nha. Sau đó thì các bạn sẽ nhập cái địa chỉ email mà các bạn vừa mới đăng ký xong và các bạn nhập cái mật khẩu mà các bạn vừa mới nhập xong. Sau khi nhập địa chỉ email và mật khẩu xong thì các bạn sẽ chạm vào chữ là đăng nhập. Rồi sau khi mà mình đã đăng nhập vào trong cái tài khoản Zoom của mình xong á thì bây giờ mình sẽ chạm vào cái chữ đó là mình sẽ chạm vào chữ đó là tham gia nè. Ở phía giữa màn hình của mình là có chữ là tham gia nè. Mình sẽ chạm vào chữ tham gia này. Thì cái cách tham gia này nó tương tự với cái cách mà các bạn tham gia khi mà các bạn không có cái tài khoản Zoom nha. Thì các bạn chạm vào chữ tham gia thôi và các bạn nhập cái ID cái cuộc họp hoặc là cái buổi học của các bạn do thầy cô cung cấp và thường là nó sẽ nằm ở đầu tiên. Rồi các bạn nhập cái ID cuộc họp vào. Bây giờ mình sẽ nhập cái ID cuộc họp này vào. Sau khi mình nhập ID xong thì mình sẽ chạm vào chữ là tham gia. Và các bạn có thể là đổi tên cái khi mà các bạn tham gia vào trong cái cuộc họp hoặc là cái buổi học của các bạn ở đây.
ở chữ này ở đây nè, các bạn có thể nhấn vào đây và các bạn đổi thay đổi tên của nó. Rồi mình để vậy và mình chạm vào chữ là tham gia. Sau đó các bạn sẽ nhập cái mật mã cho cái khi mà các bạn tham gia vào cái cuộc họp này. Và thường là cái mật mã này nó sẽ nằm ở thứ hai, dòng thứ hai, và cũng sẽ do thầy cô hoặc là cái người chủ phòng của bạn cung cấp cho bạn cái mật mã này thì các bạn mới vào được. Còn bây giờ mình sẽ nhập cái mật mã vào đây. Sau khi nhập mật mã xong thì các bạn chạm vào chữ là OK nha. Rồi sau đó nó hỏi là các bạn có tham gia với video hay không thì các bạn chạm vào là có hay không nha. Còn mình tham gia có video thì mình chạm vào đây. Rồi sau khi mà các bạn đã tham gia vào trong cái cuộc họp ở trên Zoom á, thì ở đây nó sẽ có một số các cài đặt cho các bạn lựa chọn ở phía dưới cùng nè. Các bạn sẽ nhấn vào đây để các bạn xem một số các cái cài đặt của nó. Thì mình xin giới thiệu luôn, đó là cái phần là kết nối âm thanh nè. Đây là cái âm thanh của các bạn. Khi mà các bạn kết nối được hay không được thì các bạn sẽ nhấn vào đây để các bạn bật tắt cái âm thanh của bạn. Nếu như mạng của các bạn yếu á, thì nó sẽ bảo là đang kết nối âm thanh nha. Rồi các bạn có thể là dừng cái video của bạn bằng cách là các bạn sẽ chạm vào cái phần đó là dừng video ở đây. Khi mà các bạn nhấn vào dừng video ở đây thì cái video của bạn kết nối vào trong cái Zoom sẽ bị tắt. Bây giờ mình sẽ nhấn thử các bạn xem nha. Đó, thì khi đó cái hình đại diện trong cái video của bạn khi mà tham gia vào cái cuộc họp ở trên Zoom thì nó sẽ bị tắt ở đây. Rồi tiếp theo đó là cái phần chia sẻ. Thì các bạn sẽ chia sẻ những cái thông tin cái màn hình điện thoại của bạn lên trong cái cuộc họp nếu như mà người chủ của cái cuộc họp này họ đồng ý nha. Và họ sẽ đưa cái mật khẩu để cho các bạn có thể là chia sẻ cái cuộc họp, chia sẻ cái hình ảnh ở trên trang cá nhân của bạn nha. Và cái tiếp theo đó là cái phần là người tham gia nha. Các bạn nhấn vào cái phần là người tham gia ở đây. Thì khi đó các bạn sẽ biết được là có bao nhiêu người tham gia và có những ai mà các bạn có thể gửi tin nhắn cho họ nếu mà các bạn cần nha. Khi mà các bạn cần thì các bạn nhấn vào đây và các bạn nhấn vào phần là trò chuyện để các bạn là gửi cái tin nhắn cho từng người riêng rẽ hoặc là cho nhiều người ở đây nha. Rồi cái mục tiếp theo đó là cái phần đó là phần những cái tùy chọn khác, thì các bạn nhấn vào đây có một số các cái tùy chọn khác cho các bạn, đó là các bạn sẽ là giơ tay lên để các bạn biết được rằng là các bạn đã tham gia một cuộc họp. Bây giờ mình sẽ nhấn vào đây thử cho các bạn coi nha. Đó. Rồi, đó, nhấn vào đây là các bạn đã biết là các bạn đã tham gia. Rồi, xong sau đó các bạn sẽ muốn rời khỏi cái cuộc họp này thì các bạn sẽ chạm vào chữ là, các bạn chạm vào nhẹ vào cái màn hình để cho nó xuất hiện cái chữ là rời khỏi nè. Ở phía trên góc bên phải nè. Rồi sau khi xuất hiện cái chữ này xong thì các bạn sẽ chạm vào cái chữ là rời khỏi để các bạn rời khỏi cái cuộc họp ở trên Zoom. Sẽ chạm vào cái chữ là cài đặt ở phía dưới góc bên phải nè. Các bạn chạm vào cái chữ cài đặt này. Sau khi chạm vào chữ cài đặt này xong thì các bạn sẽ chạm vào chữ đó là tên của các bạn nè và cái ảnh đại diện của các bạn nè. Ở đây mình có cái một cái ảnh đại diện nè, đó, mình sẽ chạm vào đây. Chạm vào cái dòng trên cùng này. Rồi xong sau đó có cái chữ là ảnh hồ sơ nè, các bạn chạm vào đây. Thì ở cái phần ảnh hồ sơ này nó có hai lựa chọn cho các bạn, một là các bạn chụp hình trực tiếp để các bạn đưa lên luôn. Hai là các bạn sẽ chọn cái ảnh ở trong cái thư viện ảnh của bạn nha. Thì mình sẽ chọn ở cái phần đó là chọn ảnh nha. Rồi mình sẽ chạm vào đây. Xong sau đó nó hỏi là các bạn có cho phép hay không thì các bạn chạm vào chữ là cho phép nha. Rồi. Thì ở đây nó sẽ xuất hiện ra ảnh ở trên cái thư viện ảnh của mình. Thì mình sẽ chọn một cái ảnh bất kỳ để mình lựa chọn làm ảnh đại diện. Ví dụ như mình muốn chọn cái ảnh này thì mình nhấn vào đây. Rồi. Nó yêu cầu mình lựa chọn cái tác vụ thì mình lựa chọn một cái tác vụ cho nó nha. Rồi, mình sẽ lựa chọn di chuyển cái khung ảnh để mà lựa chọn cái làm cái ảnh đại diện. Mình di chuyển xong thì mình sẽ chạm vào chữ là xong ở phía dưới góc bên phải nè, chạm vào đây. Rồi, như vậy là mình đã đổi xong cái ảnh đại diện của mình khi mà mình tham gia vào một cái cuộc họp hay là buổi học online ở trên cái ứng dụng Zoom nha. Các bạn muốn đổi cái tên này thì các bạn sẽ chạm vào nút là cài đặt ở phía dưới góc bên phải màn hình điện thoại của bạn nè. Các bạn chạm vào cái nút này. Sau khi chạm vào đây xong thì các bạn sẽ chạm vào cái nút biểu tượng cái avatar của bạn ở cái dòng trên cùng đây. Có cái tên của các bạn nữa thì các bạn chạm vào đây. Xong sau đó các bạn chạm vào đây nha. Rồi sau khi mà các bạn chạm vào đây xong thì các bạn sẽ chạm vào chữ đó là hiển thị tên nè. Các bạn chạm vào đây. Rồi các bạn đổi cái tên của các bạn. Ví dụ như mình sẽ đổi tên này nha. Rồi các bạn đổi cái tên hiển thị của bạn nè.
Rồi sau khi mà các bạn đổi tên xong thì các bạn sẽ chạm vào cái chữ là lưu ở trên đây. Các bạn chạm vào cái chữ lưu ở đây thì cái tên là mình đổi cái tên là gà công nghệ này thì nó sẽ xuất hiện vào trong cái cuộc họp Zoom. Khi mà nó các bạn đăng nhập vào trong cái tài khoản Zoom thì nó sẽ xuất hiện cái tên hiển thị này và mình chạm chữ lưu ở đây. Rồi như các bạn có thể thấy rằng là ở đây cái chữ cái tên hiển thị của mình nó đã thay đổi là gà công nghệ ở đây rồi nè.